Cảm ơn các bác đã quay lại kênh Đồ Xưa Phương Ngoài chúng em. Hôm nay cơ sở Đồ Xưa Phương Ngoài chúng em xin giới thiệu đến các bác đó là một bộ bàn trống gỗ chắc và một số tranh chất tường hiện đang có tại cơ sở Đồ Xưa Phương Ngoài chúng em. Cơ sở em có địa chỉ tại Minh Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng 0967 338 600. Và em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở em rất là nhiều ạ. Bác nào thấy hay, thấy đẹp thì cho cơ sở em một nút like cũng như một nút đăng ký kênh để em có động lực lên các sản phẩm đẹp cho các bác ạ. Vâng, và clip đầu tiên em cũng xin giới thiệu đến các bác đó là một chiếc chắp ạ. Với chất liệu là gỗ gụ ạ, các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cũng như chi tiết để các bác được nắm rõ hơn về chiếc chắp này ạ. Vâng, với chiều cao của chiếc chắp em đo là 18 cm và đường kính là 30 cm ạ. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn về chiếc chắp này ạ. Vâng, với chiếc chắp này cơ sở của em đã cầm tích là Phúc Lộc Thọ trên mặt đây ạ. Các bác có thể thấy ạ, từng đường cây tùng và ba ông thọ đây từ cơ sở em cắt tỉa cũng như sen nọng rất là đẹp ạ. Được cận tứ diện của chiếc lục giáp nha các bác. Em quay chi tiết cụ thể hơn cho các bác để được các bác được nắm rõ hơn ạ. Ốc Singapore cực kỳ là sáng nha các bác. Ốc bay màu cực kỳ đẹp rồi. Không chê vào đâu ạ. À, phần mặt bên dưới đây ạ. Độ đánh verni thì cực kỳ là đẹp và mát tay ạ. Và phần bên trong đây ạ. Phần bên trong đây được chia thành các ô. Các bác có thể để hạt dưa cũng như bánh kẹo ngày lễ ngày Tết ở trên bàn thì cực kỳ là sang trọng luôn. Phần bên trong đây rất là rộng. Các bác có thể để đồ rất là tiện ạ. Và em quay chi tiết cụ thể hơn cho các bác về chiếc chắp này ạ. Cực kỳ là đẹp và ốc Singapore cực kỳ là sáng ạ. Vâng, với chiếc chắp này cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 2.800.000. Bác nào chưa xem rõ có thể kết bạn Zalo em qua số điện thoại 0967 338 600. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn cho các bác ạ. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến các bác đó là một bộ đôn trống ạ. Với chất liệu là gỗ chắc ta, chắc đỏ đen nha các bác. Bác có thể thấy ạ, chắc đỏ đen trên thị trường thì cực kỳ là có giá trị và quý hiếm rồi. Em cũng xin đo thông số cũng như chi tiết để các bác được nắm rõ hơn về bộ đôn trống này ạ. Đầu tiên em xin đo chiếc mặt bàn trước ạ. Với chiều cao của chiếc mặt bàn em đo là 72 cm ạ. Và đường kính của chiếc mặt bàn ạ là 92 cm, phủ bì là 95 cm ạ. Và đôn ạ, đôn chiều cao là 45 cm ạ. Và đường kính đôn ạ là 30 cm ạ. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn. Vâng, đầu tiên em cũng xin giới thiệu đến các bác đó là chiếc mặt bàn trước ạ. Phần mặt bàn đây ạ, cơ sở em đã cầm tích là bách điều nha các bác. Kết hợp xung quanh đó là những đường chuyền ạ. Các bác có thể thấy ạ, từng đường cây tùng cũng như con hạc đây. Và những bông hoa đây được cơ sở em cắt tỉa sen nặng cực kỳ là đẹp ạ. Cực kỳ là sáng nha các bác. Ốc Singapore cực kỳ là sáng đâu. Kết hợp xung quanh đó là những đường ô vang và những cây trúc, cây mai cực kỳ là đẹp ạ. Đã làm nên cho một chiếc bàn rất là nổi bật và sang trọng ạ. Tiếp theo em còn xin giới thiệu đến các bác về phần chân của chiếc mặt bàn ạ. Phần chân đây ạ, được cơ sở em độc chạm theo hình của cây trúc nha các bác. Các bác có thể thấy ạ. Và chân ở đây em đo là bàn rộng là 10 cm nha các bác.
cực kỳ là to ạ. Các bạn có thể thấy ạ, cơ sở hiện được chạm những cây trúc, cây nho cực kỳ là đẹp ạ. Mặt trục các bạn có thể thấy ạ, cực kỳ là sắc nét ạ. Theo hình tròn của một chiếc bàn đôn trống nha các bác. Tiếp theo em còn xin giới thiệu đến các bác, đó là một chiếc đôn ạ. Các đôn thì giống nhau rồi, em quay một chiếc đại diện cho các bác ạ. Các bác có thể thấy ạ, phần trên đây cơ sở em đã cân là một chữ thọ, kết hợp đó là những đường ô vang và những cây mai cực kỳ uốn lượn theo hình mặt nha các bác, cực kỳ là đẹp ạ. Vân thì không chê vào đâu rồi ạ, vân gỗ chắc đỏ đen cực kỳ là đẹp ạ. Ở phần bên dưới chân đây, chân ở đây em đo ạ, là 8 cm ạ. Các bạn có thể thấy ạ, được cơ sở thì em được chạm lại những cái chốt nha các bác. Em quay chi tiết cụ thể hơn cho các bác về, để các bác được nắm rõ hơn về chiếc đôn này ạ. Vâng, với bộ bàn trà này gồm một bàn và 6 đôn 7 món ạ. Cơ sở thì em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 30 triệu ạ. Bác nào chưa xem rõ có thể kết bạn Zalo em qua số điện thoại 0967338600. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn cho các bác về bộ đôn trống này ạ. Và tiếp theo em còn xin giới thiệu đến các bác, đó là một chiếc bàn ong đĩa với chất liệu là gỗ cẩm nai ạ. Các bác có thể thấy ạ, gỗ cẩm nai thì cực kỳ có giá trị và quý hiếm rồi. Em cũng xin đo thông số cũng như kích thước để các bác nắm rõ hơn về chiếc bàn ong đĩa này ạ. Với chiều cao là 97 cm và chiều rộng là 71 cm và chiều sâu ạ là 60 cm nha các bác. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn về chiếc bàn ong đĩa này ạ. Còn chiếc bàn ong đĩa này các bác có thể để trong những không gian nhà nằm nhỏ thì cực kỳ là đẹp rồi. Ở phần bên trên đây các bác có thể thấy ạ, cơ sở em đã đục chạm là những hoa nở tây, hoa rồng nha các bác, trầu mặt nguyệt đã cực kỳ là đẹp ạ, ốc xin cà bò cực kỳ là sáng ạ, đường cắt tỉa thì không chê vào đâu rồi ạ. Ở phần bên dưới đây được đục chạm hết, đó là những đường chuyển nha, hoa nở tây kết hợp đó là các ốc hoa nở tây ạ, cực kỳ là đẹp ạ. Điểm ở phần đây điểm thêm một số chấm tròn rất là đẹp luôn. Và phần hai bên hông đây là hai cái hông cực kỳ là đẹp ạ, và nổi bật ạ. Bể đây ạ, em đo độ yên chủng 8,5 cm nha các bác. Và chân được cơ sở em quanh cong rất là đẹp, sắc nét và đẹp ạ. Được gần 3 mặt ạ. Tiếp theo em quay phần mặt hông cho các bác được rõ nét hơn ạ. Phần mặt hông này ạ, cực kỳ là đẹp nha các bác. Kết hợp đó là cách cổ đồ và tứ quý ạ, cực kỳ là đẹp rồi và nổi bật. Và phần mặt bên trên đây em quay cho các bác được rõ nét hơn. Phần mặt bên trên này quần thì không chê vào đâu rồi, hàng lành tất nhiên nạc ạ, cực kỳ là đẹp nha các bác. Vâng, với chiếc bàn ong đĩa này gỗ cẩm nai, cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 38 triệu ạ. Em bao phí ship vận chuyển cho các bác ạ. Tiếp theo ở đây em có một số tranh tra tường em cũng xin giới thiệu đến các bác, đó là một bức cha mẹ với chất liệu là gỗ gù ạ, với kích thước là 50 và 60 ạ. Các bác có thể thấy ạ, với dòng chữ đi khắp thế gian không ai có sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, những câu nói rất là ý nghĩa. Và ở phần bên dưới đây cơ sở em đã cần những cách xem vịt ạ, cực kỳ là đẹp nha các bác, áo Singapore cực kỳ là sáng ạ, kết hợp xung quanh đó là những đường chuyện cực kỳ là nổi bật ạ. Vâng, với tấm tranh này cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác
có giá là 2.800.000. Tiếp theo em còn xin giới thiệu đến các bác đó là một bức chữ tâm ạ. Với chiều cao là 50 và nhân 60 ạ. Các bác có thể thấy ạ, chữ tâm hóa cực kỳ là đẹp nha các bác. Cơ sở em đã cắt tỉa là một cây tùng hóa cực kỳ là đẹp và nổi bật ạ. Còn với chữ tâm này, cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 2.800.000. Vâng, hai tấm này cơ sở em bán đồng giá 2.800.000 một tấm ạ. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến các bác đó là một đôi tranh cá chép ạ. Với chất liệu là gỗ gụ ạ. Với chiều cao là 100cm và bản rộng là 29cm ạ. Được cơ sở em thiếp vàng rất là nổi bật ạ. Và được cơ sở em đục chạm đục nộp nha các bác, cực kỳ là đẹp. Cá chép trong hồ sen, cá hay còn gọi là cá chép ánh trăng ạ. Với dòng chữ lý ngư vọng nguyệt ạ. Cực kỳ là đẹp nha các bác. Bác nào treo tranh đôi tranh cá này trong nhà thì cực kỳ là nổi bật rồi. Vâng, với đôi tranh cá này cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 3.500.000. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến các bác đó là một bức mã đáo thành công ạ. Vâng, bức mã đáo thành công này cũng là sản phẩm cuối của clip ngày hôm nay ạ. Vâng, với kích thước là 217cm nhân 107cm chiều cao ạ. Trên nền là gỗ gụ nha các bác. Các bác có thể thấy ạ, ốc Singapore cực kỳ là sáng và đẹp rồi. Kết hợp xung quanh đó là những đường chuyện ạ. Và những đường dây nên chi, những đường ô vàng đã làm nên cho một bức tranh rất là nổi bật ạ. Vâng, với bức tranh này cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 18 triệu ạ. Bác nào chưa xem rõ có thể kết bạn Zalo em qua số điện thoại 0967338600. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn cho các bác về những bức tranh này ạ. Vâng, với tất cả các sản phẩm ngày hôm nay, bác nào chưa xem rõ có thể kết bạn Zalo em qua số điện thoại 0967338600. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn cho các bác ạ. Vâng, em xin dừng video tại đây. Hẹn các bác vào những video tiếp theo ạ.